cái căn hộ khá là đặc biệt tại dự án Opal Tower tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói căn hộ này đặc biệt là vì sao? Vì đây là một căn hộ được ghép từ hai căn hộ liền kề nhau ở một góc vuông như vậy nè. Thì chủ nhà mua hai căn kế bên nhau và họ quyết định cải tạo lại, ghép hai căn lại thành một căn hộ lớn với diện tích lớn luôn, diện tích sàn rất là lớn để ở cho thoải mái. Thì Louis nhận thiết kế thi công căn hộ này và các anh em đang thực hiện thi công bên trong. Thì mời các bạn theo chân mình vào bên trong để xem một vài cái hình ảnh các anh em đang thực hiện thi công nha. Đầu tiên sẽ là cái khu vực mình đang đứng đây sẽ là khu vực không gian phòng khách. Cái khu vực này sẽ là một cái nơi để một cái piano cỡ lớn ở đây để chủ nhà tập đàn. Rồi ở sau bên kia sẽ là một cái bộ ghế sofa và một cái kệ để tivi. Thì mời các bạn theo chân mình. Đây, ở đây sẽ là một cái bộ ghế sofa đặt đây và tivi, kệ tivi đặt để ở đây. Còn ở cái đây sẽ là một cái view về Sài Gòn bên. Rồi hiện tại như các bạn thấy các anh em đang thực hiện tô chát lại và ngăn phòng lại theo một cái bố cục chung tổng thể của một cái căn hộ ghép. Louis đã thiết kế lại hết toàn bộ cái mặt bằng, thì mình sẽ để ở trên màn hình để các bạn dễ theo dõi. Và đây là hệ thống mà Louis đã đi lại, hệ thống điện nước. Thì phía bên này sẽ là một cái phòng ngủ master. Phòng ngủ master của chủ nhà. Phòng ngủ này sẽ là một cái tổ hợp gồm phòng ngủ và một cái phòng thay đồ cỡ lớn, có chứa cái nhà tắm luôn, nhà tắm và bồn tắm thư giãn. Thì mời các bạn theo chân mình vô bên trong. Đây sẽ là một cái không gian phòng ngủ master rất là thoáng và sáng ha. Đó, các bạn hãy cảm nhận được khung hình, do ở đây có một cái hệ cửa sổ lớn, gần như là đụng trần và nó lấy sáng gần như là tối đa. Thì ở đây mình có thể nhìn thấy được toàn cái view sông Sài Gòn bên mé bên này. Đó, rất là đẹp. Thì ở đây sẽ có một cái giường ngủ cỡ lớn. Hệ thống điện nó đi lại nè. Và đây là đang thi công lại, tô chát lại. Hiện tại mình đang đứng trong phòng thay đồ của phòng master nha các bạn. Thì cái phòng này sẽ có hai cái hệ tủ dọc theo hai vách tường nè. Đó, xong rồi ở đây sẽ có một cái đảo phụ kiện ngay giữa. Đó, để chị chủ nhà để trang sức, đồng hồ, những cái phụ kiện để mình mang theo, túi xách. Đó. Rồi còn cái phòng này đặc biệt á, là nó có một cái view ban công. Từ đây có thể đi ra bên ban công bên ngoài để ngắm cảnh ha. Ban công ở này á, là sẽ được thiết kế một cái bộ ghế sofa ngoài này để ngồi thư giãn. Đó, rất là thoáng. Phòng master có phòng thay đồ rất là đẹp. Rồi bên trong đây sẽ là phòng tắm và phòng vệ sinh. Tại đây sẽ là phòng ngủ cho khách, để cho các anh chị chủ nhà có thể mời bạn bè hoặc người thân lên gia đình để vui chơi, sinh hoạt và có thể ngủ lại qua đêm ở đây. Đó, còn phía sau mình đây là khu vực của không gian phòng ăn và phòng sinh hoạt chung. Đây, một cái phòng sẽ có một cái bàn ăn ở đây. Và cái hàng ăn này sẽ có một cái view ban công vẫn hướng ra bờ sông Sài Gòn. Còn khu vực này sẽ là bếp ăn ở phía bên này. Đó, bếp ăn bên này. Và còn trong đây sẽ là phòng ngủ cho em bé con của chị chủ nhà. Hiện tại thì phòng này chưa có thi công và đang gần như là chứa vật tư. Nên cũng không có gì để nói nhiều. Vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn xong một cái dự án mà Louis vừa thiết kế và thi công cho một căn hộ tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại quận Bình Thạnh, dự án Opal Tower. Như các bạn thấy là cũng còn đang khá là ngổn ngang. Thì để nếu các bạn có quan tâm về cái dự án này thì có thể nhấn theo dõi kênh của Louis để nhận được những video mới nhất được Louis luôn được cập nhật trên bản tin của mình. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.